Thời điểm này, dịch COVID đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, lực lượng cán bộ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch không ngừng được huy động, tăng cường, làm nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu, làm xét nghiệm. Không quản ngại khó khăn vất vả, cả hiểm nguy, đội ngũ nhân viên ngành y tế luôn sẵn sàng tinh thần làm việc và xung phong chống dịch. Nhưng họ lại là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm và bị cách ly cao nhất. Trong thời điểm này, họ là lực lượng cần được bảo vệ an toàn. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính thứ hai tại thành phố Vinh, không chỉ một số khu dân cư phải phong tỏa, mà hai bệnh viện đa khoa có số lượng bệnh nhân khám và điều trị mỗi ngày lên đến hàng nghìn lượt đã phải tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Đó là Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Bởi vì ca bệnh dương tính có đến khám tại hai bệnh viện này. Bệnh viện tạm dừng hoạt động khám bệnh, đồng nghĩa với người bệnh thiệt thòi và hàng loạt cán bộ nhân viên y tế, y bác sĩ của bệnh viện phải cách ly theo đúng quy định. Sau khi thực hiện các quy định của Sở Y tế, được thẩm định đủ điều kiện tiếp tục hoạt động trở lại, các bệnh viện đã nâng cấp độ cũng như các biện pháp phòng dịch, sàng lọc COVID lên cao hơn. Là bệnh viện đã rà soát lại toàn bộ cái quy trình khám bệnh, quy trình về phân luồng, khai báo y tế và sàng lọc bệnh nhân. Thứ hai là bệnh viện đã thực hiện cái công tác là phun khử khuẩn, sát trùng lại toàn bộ bệnh viện, đặc biệt là những cái khu vực mà có nguy cơ cao. Thứ ba là bệnh viện tăng cường ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào trong cái quản lý bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra vào viện bằng cái sinh trắc học dấu vân tay cũng như là nhận diện bằng hình ảnh khuôn mặt. Thì kể từ ngày hôm nay thì bệnh viện đã thực hiện cái xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho bệnh nhân, cho người nhà bệnh nhân. Để đảm bảo an toàn cho cả nhân viên, cho bệnh viện và cho cả người đến bệnh nhân đến khám thì chúng tôi đã sử dụng tòa nhà 4 tầng nằm biệt lập hẳn với bệnh khu nhà chính của bệnh viện để làm nơi khai báo y tế, khám sàng lọc, xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2. Trong lúc này thì chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo an toàn và bảo toàn lực lượng cho nhân viên y tế để ngoài cái nhiệm vụ là đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện thì để chúng tôi cũng xác định là sẵn sàng chi viện, sẵn sàng đáp ứng cho công tác phòng chống dịch của Sở Y tế khi có điều động yêu cầu. Trong tình hình dịch COVID diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh, song song với công tác đảm bảo khám chữa bệnh, ngành y tế phải huy động một lực lượng lớn cán bộ y tế làm công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, làm xét nghiệm xuyên ngày đêm để có kết quả nhanh nhất, chính xác nhất cho các cơ quan chức năng kịp thời có phương án xử lý. Trong khi đội ngũ nhân viên y tế là lực lượng tuyến đầu chống dịch không ai thay thế được. Vì thế, hiện nay các đơn vị trong ngành y tế đều tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho đội ngũ nhân viên của mình. Đồng thời, mỗi một cán bộ nhân viên y tế cũng nêu cao ý thức tự bảo vệ mình và đồng nghiệp. Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa là tuyến cuối của tỉnh, cũng là đơn vị đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây cũng là lực lượng chuyên môn nòng cốt vừa đảm bảo khám chữa bệnh, vừa tăng cường cho tuyến đầu, các tỉnh bạn, bệnh viện dã chiến. Vì vậy, hơn lúc nào hết, lực lượng này phải được đảm bảo an toàn để phục vụ cho công tác chống dịch. Ngoài thực hiện nghiêm quy trình sàng lọc COVID cho bệnh nhân, người nhà, cán bộ nhân viên xét nghiệm PCR bảo hộ đầy đủ, bệnh viện còn tiến hành thường xuyên khử khuẩn toàn bệnh viện, lập chốt cách ly hoàn toàn đối với trung tâm bệnh nhiệt đới. Chúng tôi đã xác định tham gia vào tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân COVID-19, thì chúng tôi sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh rất là cao. Chính vì thế, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc không kiểm soát nhiễm khuẩn, cũng như là mặc đồ phòng hộ cá nhân đầy đủ trước khi tiếp xúc với bệnh nhân. Chúng tôi xác định là tình hình dịch sẽ còn dài, còn nhiều gian khổ trước mắt. Vì vậy, anh em tôi luôn đồng viên nhau, kiên cường, nâng cao tinh thần chống dịch như chống giặc. Và bao giờ hết dịch, chúng tôi mới về. Vậy thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch cũng như là đưa ra nhiều cái giải pháp, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế về các cái phác đồ điều trị đối với bệnh nhân COVID. Và một cái việc hết sức quan trọng đấy là tập huấn cái nội dung về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
Với cái sự chuẩn bị như vậy của bệnh viện như vậy thì đội ngũ cán bộ nhân viên chức bệnh viện thì hết sức là yên tâm và luôn trong tư thế sẵn sàng để nhận nhiệm vụ ở bất kỳ vị trí nào. Bệnh viện chấn thương chỉnh hình là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của tỉnh. Thời điểm này, bệnh nhân vào viện đều là những trường hợp cấp cứu. Trung bình mỗi ngày bệnh viện vẫn tiếp nhận từ 40 đến 50 ca cấp cứu do tai nạn, chấn thương. Bệnh nhân nội trú vẫn từ 180 đến 200. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 70 cán bộ của bệnh viện đăng ký sẵn sàng tình nguyện tăng cường cho tuyến đầu. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là bảo vệ an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế của mình, bệnh viện thực hiện nghiêm ngặt quy trình và các biện pháp sàng lọc COVID đối với bệnh nhân, người nhà và cán bộ nhân viên của bệnh viện. Bản thân tôi là một bác sĩ, vừa là nhiệm vụ công tác điều trị tại bệnh viện, đồng thời là một lực lượng mà được Sở Y tế Nghệ An là giao cho nhiệm vụ về hỗ trợ về công tác phòng chống COVID trên địa bàn thành phố Vinh. Thì trước mắt là chúng tôi luôn luôn phải có ý thức trong công tác phòng chống COVID là phải đảm bảo an toàn. Thứ nhất là an toàn cho bản thân, rồi cho bệnh viện và cho các cái lực lượng của bệnh viện để đảm bảo cái quá trình điều trị cho bệnh nhân ở các tuyến khác chuyển về và các cái bệnh nhân cấp cứu ở trong địa bàn tỉnh Nghệ An và các cái vùng lân cận. Thì còn nữa thì ngoài ra thì chúng tôi còn đảm bảo an toàn để cho đảm bảo cái lực lượng cho cái công tác phòng chống COVID trên địa bàn khi có sự điều động của Sở Y tế và các cái cơ quan chức năng. Tôi làm test nhanh cho tất cả các bệnh nhân vào bệnh viện khám và chữa trị, cùng có cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân theo định kỳ, ngay cả nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng hàng tháng, hàng tuần là chúng tôi vẫn cho làm cả cái test nhanh để kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân và nhân viên, đảm bảo một cái môi trường luôn luôn an toàn, và đặc biệt là mình phải bảo vệ được cán bộ công nhân viên của mình để mình duy trì một cái hoạt động, không những là hoạt động tại bệnh viện và còn để tham gia cả cái công tác chống dịch trong cộng đồng. Còn bệnh viện Đa khoa 115, ngoài việc thực hiện các biện pháp sàng lọc bệnh nhân đến khám chữa bệnh hàng ngày, thời điểm này bệnh viện còn phải tăng cường đảm bảo an toàn cho đội vận chuyển cấp cứu 115 và 145 bệnh nhân chạy thận định kỳ, trong đó nhiều bệnh nhân nằm trong vùng dịch Diễn Châu, bằng việc tiếp tục triển khai các kịch bản phòng chống dịch, thực hiện diễn tập cho nhân viên y tế để kịp thời xử lý an toàn khi xảy ra tình huống nguy cơ cao. Nhà em là ở Diễn Châu, mà bây giờ Diễn Châu là đang là vùng dịch của Nghệ An. Nhà em là chạy như này xong xe cộ đi lại á, rất chi là khó khăn, mà dạ nguy hiểm. Không biết ở trên xe là có những ai bị hay không, nhưng mà được bệnh viện là tạo điều kiện giúp đỡ cho tất cả bệnh nhân là ở lại viện. Bệnh viện 115 thì có trung tâm vận chuyển cấp cứu, thì bệnh viện cũng xác định đó, cái trung tâm vận chuyển cấp cứu này thì đi đón bệnh nhân đi và đến các cái vùng dịch, thậm chí phải vận chuyển cả những trường hợp F0, F1. Do vậy chúng tôi xác định đây là cũng là nhóm đối tượng nhân viên có nguy cơ cao. Do vậy mà bệnh viện là yêu cầu toàn bộ là nhân viên hộ tống lái xe là ăn ở tại chỗ và phân tại khu riêng. Chúng tôi cùng tổ chức xét nghiệm định kỳ cho nhóm nhân viên này. Không chỉ các bệnh viện tuyến cuối, tuyến 2 trên địa bàn thành phố Vinh lo lắng đến sự an toàn của đơn vị, của lực lượng nhân lực của mình, mà đây cũng là vấn đề đang được các trung tâm y tế tuyến huyện đưa lên thành nhiệm vụ hàng đầu. Bởi nếu phát hiện F0 liên quan đến bệnh viện, hoạt động khám chữa bệnh phải tạm dừng, thì không chỉ ảnh hưởng đến hàng nghìn bệnh nhân trong khu vực, mà sự kêu gọi chi viện lực lượng thời điểm này là không hề dễ dàng. Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu là đơn vị giáp vùng dịch đang có diễn biến phức tạp, là huyện Diễn Châu. Nguy cơ dịch lây lan sang địa bàn Quỳnh Lưu là khó tránh khỏi. Vì vậy, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu cũng đã nâng cấp độ phòng chống dịch lên mức cao nhất, với quyết tâm đảm bảo không để gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh, vừa đảm bảo nhân lực hỗ trợ chi viện cho huyện Diễn Châu. Đối với nhân viên y tế thì tuyệt đối tuân thủ các cái khai báo y tế hàng ngày theo các cái phần mềm của Bộ Y tế quy định, ví dụ như các cái phần mềm về Bluezone, rồi phần mềm về nCoV, và thứ hai nữa là quán triệt tất cả đều phải đeo các cái khẩu trang
y tế theo đúng quy định, và bệnh viện đã tiến hành làm các xét nghiệm nhanh cũng như làm một số các cái rai tham về xét nghiệm COVID cho toàn thể cán bộ trong toàn bệnh viện. Mới chỉ hơn 10 ngày kể từ khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên trên địa bàn thành phố Vinh, đến thời điểm này dịch đã lan đến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hai ổ dịch thành phố Vinh và Diễn Châu. Và trong 2 ngày, thành phố Vinh thực hiện test nhanh sàng lọc COVID cho nhân dân toàn thành phố. Ngành y tế đã phải huy động lực lượng cán bộ lấy mẫu lên đến gần 700 người. Rất nhiều cán bộ y tế chưa đêm nào được ngủ kể từ khi có ca bệnh dương tính đầu tiên đến nay. Và họ xác định còn tiếp tục làm việc xuyên ngày và đêm khi xuất hiện ca dương tính mới. Số ca F1, F2 tăng lên theo cấp số nhân. Họ cần đồng đội thay thế, hỗ trợ để có thời gian lấy lại sức, tiếp tục cuộc chiến với kẻ thù vô hình, virus SARS-CoV-2. Từ khi có Nghệ An có dịch đến nay thì chúng tôi là mặc bộ đồ này hàng ngày, có thể là cả ngày cả đêm để làm sao mà có thể nhanh chóng nhất để lấy mẫu cho tất cả mọi người. Đặc trưng của cái việc cái lấy mẫu nó phải lấy một không gian rộng, thông thường ở ngoài trời để đảm bảo khoảng cách giữa mọi người. Thành ra là mặc bộ đồ như thế này ở dưới trời nắng nóng thì nó khó chịu, thứ nhất ở bên ngoài thì nó mồ hôi nó thấm khắp người, nó chảy vào mắt. Bên trong cơ thể thì nó mất nước rất là nhiều và sự uể oải. Chúng tôi thì không ngại gì cả. Bởi vì là ngoài chúng tôi đã thấy còn cả các sinh viên nữa, cả các cái đơn vị khác nữa, có hàng nghìn người lấy mẫu mỗi ngày. Và cái đáng sợ nhất là không tìm được nguồn gốc gây bệnh. Và cái đáng sợ nhất là dịch bệnh lây lan rộng hơn, chứ còn chúng tôi không ngại cái này đó. Tuy nhiên, sự nỗ lực của ngành y tế, của từng đơn vị, của mỗi chiến sĩ ngành y chưa đủ chắn che an toàn tuyệt đối cho họ được. Mà một trong những yếu tố quan trọng đồng hành cùng ngành y tế khống chế được dịch COVID, đó chính là ý thức tự giác phòng dịch của nhân dân, chấp hành nghiêm các quy định chỉ thị của chính phủ, của tỉnh, của ngành y tế. Đặc biệt tự giác khai báo y tế trung thực đầy đủ, nhất là trường hợp có yếu tố dịch tễ, để ngành y tế kịp thời xác định nguồn lây, ổ dịch và có phương án khoanh vùng dập dịch. Thay cho lời kết của phóng sự này, chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn tâm sự của một nhân viên y tế từ khu cách ly đặc biệt, nơi đang điều trị cho bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Một người vợ, người mẹ đã phải xa chồng con hơn 10 ngày kể từ khi có bệnh nhân dương tính vào điều trị. Và chị chưa biết lúc nào thì sẽ được gặp và ôm con. Khi tham gia vào đội ngũ chống dịch thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tư tưởng là phải xa gia đình và người thân. Thì cũng là rất nhớ các con và cùng gia đình. Thì mong muốn lớn nhất lúc này của chúng tôi là dịch bệnh thì nhanh chóng được kiểm soát và chấm dứt. Lúc đó thì việc đầu tiên là chúng tôi về nhà và ôm lấy các con.